Ở Hàn Quốc, xăm càng nhiều càng chứng tỏ địa vị trong giang hồ càng cao. Khi T-Six đến nhà tắm công cộng đã bị một tên côn đồ đến làm phiền, nhưng khi hắn nhìn thấy cả người đầy hình xăm của anh, liền bị dọa cho suýt tè ra quần. Khi T-Six đưa em gái đi chợ lại bị một tên khác đạp ngã xuống đất, sau đó là một trận liên hoàn đá. Nhưng dù người ta có đánh mình thế nào, T-Six cũng không phản kháng. Trong đám có một tên côn đồ đột nhiên kéo rách áo anh khiến hình xăm rồng lộ ra ngoài. Lúc này mọi người đều ngơ ngác nhìn. Đừng nhìn T-Six hiền như cục đất thế này, nhưng bạn không thể tưởng tượng được, 10 năm trước anh ấy từng là một đại ca xã hội đen rất đáng gờm. Anh ấy ra tay rất độc ác, đặc biệt là sau khi uống rượu, đánh nhau cứ như chó điên vậy, có thể nói là bất khả chiến bại. Nhưng mà đi bên bờ sông làm gì có chuyện không ướt giày. Một lần khi T-Six uống rượu say đã ra tay quá nặng đánh chết người, vì vậy anh đã bị phán 10 năm tù, mỗi ngày anh đều rất hối hận. Cô Jin, mẹ của người bị T-Six đánh chết, đã đến thăm anh. Bà ấy không chỉ không trách T-Six mà còn đưa cho anh một quyển sổ, bảo anh viết những chuyện vui vào đó. Trong đó còn có vài câu rất nổi bật: không uống rượu, không đánh nhau, không được khóc. Nhưng câu nói này đã khắc sâu vào trong lòng T-Six. Sau khi ra tù, anh đã đến nhà tìm cô Jin, hy vọng có thể bù đắp những sai lầm trước đây của mình. Cô Jin cũng không hề để ý, hơn nữa còn coi anh như con trai ruột của mình. Điều này khiến T-Six cảm nhận được tình thân chưa từng có. Trải qua cuộc sống 10 năm trong tù, T-Six đã hoàn toàn rũ bỏ cuộc sống đánh chém trước đây. Anh ấy viết những việc mình muốn làm vào nhật ký, sau đó đến tìm anh em năm xưa của mình. Sau khi T-Six vào tù, một người kinh doanh tên là Giang Woo-jin đột nhiên thành lập bang phái và trở thành băng đảng xã hội đen lớn nhất trong vùng. Vậy nên hai anh em cũ của T-Six đã làm việc cho ông ta, bên cạnh còn có một đám đàn em có vẻ rất có mặt mũi. Mặc dù bây giờ hai người bọn họ cũng có chút thế lực, nhưng đối với người đã từng là đàn anh của mình vẫn cảm thấy e dè. Nhưng T-Six tìm bọn họ chỉ để chào hỏi một cái rồi đi. Đại Hổ và Tiểu Hổ lại cho rằng T-Six là một phiền phức. Biết đâu một ngày nào đó anh ta lấy lại được địa vị của mình trên giang hồ, vậy thì địa vị của bọn họ sẽ bị uy hiếp. Vậy nên hai người đã phái đàn em đi theo dõi T-Six. Để có thể trở thành người bình thường, T-Six đã đến bệnh viện để xóa xăm. Bác sĩ nói muốn xóa xăm cũng được, nhưng sẽ để lại rất nhiều sẹo, hơn nữa giá cả cũng không hề rẻ. Sau đó T-Six xin làm việc ở một gara sửa xe ô tô. Trong lúc làm việc, cách gara sửa xe không xa, luôn có một chiếc xe cảnh sát nhìn chằm chằm anh. Bọn họ chịu trách nhiệm giám sát T-Six, nếu như anh lại làm sai chuyện gì thì sẽ lập tức bắt lại. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ là T-Six giống như biến thành một người khác vậy. Anh chưa từng xung đột với ai hết, ngay cả ông chủ của tiệm sửa xe cũng khen ngợi anh. Rất nhanh T-Six đã lấy được tháng lương đầu tiên, anh lập tức mua tặng cô Jin một đôi giày mới. Trong lòng cô Jin cũng nhận ra sự thay đổi của T-Six, cô ấy ôm lấy anh rơi nước mắt. T-Six còn mua cho em gái một chiếc điện thoại mà cô ấy rất muốn có để làm quà. Bọn họ cùng nhau sống cuộc sống bình thường nhưng đầy ấm áp và vui vẻ. Nhưng ngày vui thì luôn ngắn ngủi, Giang Woo-jin nhờ vào các quan hệ được lên làm nghị viên. Sau khi nhậm chức, ông ta liền mua một miếng đất, chuẩn bị xây dựng một cái chợ quy mô lớn, mà quán nhỏ Hoa Hướng Dương của cô Jin nằm ở chính giữa mảnh đất. Giang Woo-jin tức giận liền tìm đến anh em Đại Hổ, ông ta nói rằng ai có thể giải quyết được chuyện này, thì quyền quản lý KTV lớn nhất sẽ thuộc về người đó. Đại Hổ nghe xong mắt sáng như đèn ô tô, hắn ta đem theo một đám đàn em đến quán ăn Hoa Hướng Dương của cô Jin. Sau đó không nói không rằng cho đàn em đạp phá đồ đạc. Nhưng lúc này T-Six đang ngồi trong quán ăn cơm, Đại Hổ vừa nhìn thấy anh liền mất bình tĩnh. Hắn ta lập tức cho đàn em dừng lại, nhưng T-Six đã bị chọc giận rồi. Anh xông lên bóp cổ Đại Hổ rồi uy hiếp hắn ta: đừng bao giờ đến tiệm của mẹ tao gây sự. Đại Hổ sợ hãi cụp đuôi, hắn ta quay về nói chuyện này cho Giang Woo-jin biết. Nhưng người tàn nhẫn như Giang Woo-jin không muốn quan tâm nhiều chuyện thế. Vào một buổi tối, đàn em cũ của Giang Woo-jin đã đến tìm T-Six. Năm xưa chân của ông ta chính là do T-Six đánh gãy, nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, ông ấy đã sớm tha thứ cho T-Six rồi. T-Six cảm thấy rất hối hận liền xin lỗi ông ấy. Ông chú què bị Giang Woo-jin đánh đập lâu ngày, ông ấy nhẫn nhịn như vậy nhưng vẫn không được trọng dụng. Vậy nên trong lúc tức giận đã đến tìm T-Six, nói kế hoạch muốn phá bỏ quán ăn Hoa Hướng Dương cho T-Six biết. Rất không may, cuộc nói chuyện của bọn họ đã bị đàn em của Đại Hổ nhìn thấy. Đại Hổ lập tức đi tìm Nhị Hổ. Bọn họ tưởng rằng Giang Woo-jin muốn đem quyền quản lý KTV cho ông què. Hai người thương lượng quyết định hợp sức với nhau, giải quyết cái phiền phức T-Six này. Vậy nên ngày hôm sau hắn ta đã dẫn người đến quán của cô Jin làm loạn. Cô Jin muốn ngăn cản bọn họ nhưng bị một tên đàn em đẩy ra ngoài. Cô chỉ có thể bất lực nhìn công sức bao nhiêu năm của mình bị bọn chúng đập phá. Đến khi T-Six về nhà chỉ thấy một đống hỗn độn. Anh biết người đứng sau đám côn đồ này chính là Giang Woo-jin. Vì vậy anh đã đến tận nơi gặp ông ta để đòi lại công bằng, hy vọng ông ta không đến quán ăn để làm loạn nữa. Giang Woo-jin chẳng coi lời nói của T-Six ra gì cả, nhưng ông ta biết anh là một người cứng rắn, vậy nên đã nghĩ ra một cách. Ông ta đã thông đồng với cảnh sát để khiến T-Six phải vào tù lần nữa. Ngày hôm sau ông ta gọi một đám côn đồ đến tiệm sửa xe chỗ T-Six làm việc. Bọn chúng không nói không rằng đánh anh ấy một trận. Bọn chúng muốn T-Six chống trả, sau đó sẽ lấy cớ để nhốt anh ấy vào ngục lần nữa.
Không ngờ Tixích lại kiên trì với ý nghĩ làm người tốt, cho dù có bị đánh đến vỡ đầu chảy máu cũng quyết không đánh trả. Nhưng Giang Wu-Jin cũng không định giết Tixích luôn, ông ta phái một tên côn đồ khác đến quán ăn, cố ý nói về chuyện 10 năm trước, Tixích đã giết con trai của cô Jin, người giết anh trai ruột của mình, lại là người mà mình vẫn luôn coi là người thân. Điều này thật mỉa mai biết bao, cũng may trong ấn tượng của Kyung-mi, anh trai ruột của cô chỉ suốt ngày tay đấm chân đá với người nhà. Vậy nên trong lòng Kyung-mi rất ghét anh trai của mình, cuối cùng cô vẫn lựa chọn tha thứ cho Tixích, hơn nữa còn chủ động gọi anh là anh trai. Cô Jin biết rằng Giang Woo-jin không đạt được mục đích thì sẽ không dừng lại, vậy nên hôm sau bà ấy đã lấy ra một cuốn sổ có ghi chứng cứ phạm tội. Sau đó đến tìm Giang Woo-jin uy hiếp ông ta phải dừng tay, nhưng hành động này của bà ấy không chỉ không khiến ông ta dừng tay mà còn càng kích thích ông ta hơn. Không lâu sau đó, trên đường Kyung-mi đi học về đã bị một tên đi xe máy đập vào đầu. Khuôn mặt cô bị biến dạng phải nhập viện. Tixích sau khi biết chuyện vô cùng tức giận, anh đã đến tìm Giang Woo-jin để gia đình mình không phải chịu tổn thương nữa. Anh nói sẽ đưa cả nhà rời khỏi đây. Giang Woo-jin lại càng được nước tiến tới. Ông ta bảo Tixích phải chặt tay để thề. Tixích cũng không hề do dự, cũng may anh què không ra tay quá nặng, Tixích vẫn giữ được cánh tay, nhưng một kẻ độc ác như Giang Woo-jin làm sao có thể dễ dàng tha cho họ được. Hơn nữa trong tay cô Jin còn đang nắm giữ chứng cứ phạm tội của hắn ta, vậy nên Giang Woo-jin đã phái đại hổ đi giết cô Jin, sau đó ngụy trang thành một vụ tự sát, đồng thời lấy đi cuốn sổ chứng cứ phạm tội của Giang Woo-jin. Khi Tixích quay về nhà nhìn thấy cảnh này vô cùng đau khổ, anh ôm sát mẹ khóc lóc đau khổ. Tixích hoàn toàn sụp đổ, nhìn quán ăn cô Jin vất vả gây dựng nên bị dỡ bỏ. Tixích đứng một bên nhưng không thể làm gì được. Khi đến bệnh viện lại nhìn thấy Kyung-mi, nghe em gái không ngừng gọi anh trai, trái tim anh như vỡ nát. Anh sẽ không kìm nén cơn tức giận trong lòng nữa. Sau khi uống xong mấy chai rượu, anh ấy quyết định phải bắt những kẻ đó chôn cùng mẹ mình. Lúc này bọn chúng đang tổ chức party, Tixích vừa khóc vừa đi vào. Anh đổ xăng trước cửa rồi trực tiếp châm lửa chặn lối ra duy nhất. Nỗi đau đã cho Tixích sức mạnh vô cùng lớn. Một mình anh xông vào cân hết cả đám. Một tay anh chấp 4 thằng. Lúc này Tixích cũng bị thương khá nặng, nhưng anh không hề ngã xuống. Sau khi giải quyết hai anh em đại hổ, Tixích đi đến chỗ tên khốn Giang Woo-jin. Ông ta đã bị ép đến đường cùng, cuối cùng bị Tixích tiễn về chầu trời. Cuối cùng anh cũng giải phóng được cơn phẫn nộ trong lòng báo thù cho người nhà. Tixích ngồi ngẩn ngơ trong biển lửa, là người trong giang hồ, dù anh muốn làm người tốt nhưng đời không buông tha anh. Cuối bộ phim Kyung-mi đã thi được lên đại học, nhưng trên người cô lúc nào cũng đem theo một quyển nhật ký. Cô dùng cách của Tixích để ghi lại mọi chuyện. Bộ phim đến đây là kết thúc. Goodbye mọi người, tôi đi nấu cơm đây.